Bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Như thói quen, cứ vào khung giờ này là chúng tôi lại cùng với bà con nông dân cập nhật những thông tin hữu ích trên lĩnh vực nông nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất của bà con. Đó là thông tin giá cả nông sản gần gũi với nông dân, các mô hình sản xuất sinh lời cao. Mời bà con cùng điểm qua cho chúng tôi thông tin hôm nay. Lâm Đồng, giá hoa hồng tăng cả chục ngàn đồng một chục. Nắng nóng, giá dưa tươi giải khát ở miền Tây hút hàng. Chuẩn bị chăm sóc và cung cấp đủ nước cho cây cà phê vào mùa khô, kỹ sư chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Lâm Đồng hướng dẫn cụ thể bà con cách làm hiệu quả. Giống lúa độc nhất vô nhị miền Tây, giá bán mỗi ký lại cao gấp 10 lần so với các giống thông thường, có gì đặc biệt? Kính thưa bà con và quý khán giả, mặc dù ngày tình nhân 14 tháng 2 đã qua hơn một tuần nay, nhưng mà giá hoa hồng tình yêu và nhiều loại hoa khác tại xứ sở ngàn hoa Đà Lạt Lâm Đồng vẫn chưa thôi hết nóng. Ghi nhận của phóng viên 365 ngày chuyển động, giá các loại hoa trên thị trường tăng, có loại trên cả chục ngàn đồng. Hoa hồng và hoa đồng tiền là hai loại tăng giá mạnh nhất. Cụ thể thì hoa hồng màu 55.000 đồng một chục tăng 26.000 đồng, hoa hồng đỏ 60.000 đồng một chục tăng 28.000 đồng, hoa đồng tiền là 40.000 đồng một chục tăng 5.000 đồng. Hoa cúc chùm 10.000 đồng một bó tăng 3.000 đồng. Hoa cúc cành 25.000 đồng một chục tăng 8.000 đồng so với tuần trước. Theo nhận định của ngành chức năng, sau Tết, nguồn cung hoa cúc Đà Lạt giảm nên giá hoa cúc tăng. Ngoại trừ hoa lily Sopon và Concador 80-90.000 đồng một bó đều giảm 20-30.000 đồng một bó. Giờ đang là cao điểm của mùa khô, nhiệt độ ngoài trời tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trung bình là từ 32-34 độ. Thời tiết nắng nóng nên nhu cầu giải nhiệt của người dân tăng cao. Và dưa tươi là một trong những cái món thức uống được rất là nhiều người ưa chuộng hiện nay. Vào mùa nắng nóng thì Ngọc Như cũng rất là thích uống nước dừa tươi bởi vì vừa mát lại vừa đẹp da nữa. Qua khảo sát, các sạp dừa tại thành phố Vị Thanh thu hút rất là nhiều người dân đến mua. Hiện nay giá dừa tươi bán ra là 5.000 đến 10.000 đồng một trái tùy loại, không tăng so với thời điểm Tết Nguyên Đán. Dù vậy thì theo các sạp dừa bán thì trung bình mỗi ngày có thể bán đến cả trăm trái dừa, trong khi số lượng thì không nhiều như mùa mưa. Kính thưa bà con, so với các giống xoài khác thì xoài Đài Loan được nông dân lai tạo mau cho thu hoạch, năng suất và giá bán thì rất là cao. Đặc biệt là người tiêu dùng ưa chuộng nên nhà vườn ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã chọn cây xoài để mà chuyển đổi thay cho cây mía. Những năm gần đây thì nông dân sản xuất mía không còn cảm thấy ngọt nữa do giá cả bấp bênh, khó tiêu thụ. Bà con bắt đầu bỏ mía, tăng diện tích trồng xoài Đài Loan. Riêng chỉ 2 tháng đầu năm nay, diện tích đã tăng thêm 20 hectare. Hiện nay, toàn huyện Phụng Hiệp trồng gần 500 hecta xoài Đài Loan, tập trung chủ yếu ở thị trấn Bún Tàu và các xã Phương Phú, Tân Phước Hưng, Hòa Mỹ. Nhiều nông hộ trồng xoài cho biết xoài Đài Loan từ khi trồng đến thu hoạch chỉ mất khoảng 18 tháng, tức là 1 năm rưỡi. Mỗi con xoài đạt năng suất bình quân 2 tấn trái. Giá bán bình quân năm qua ở mức 15.000 đồng một ký. Trừ hết chi phí, mỗi con xoài Đài Loan cho thu nhập trên 20 triệu đồng, cao gấp 4 lần so với cây mía. Thị trường ảm đạm nhất có lẽ là hồ tiêu và cà phê. Theo cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, giá hạt tiêu tại khu vực Tây Nguyên và miền Nam sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán ổn định ở mức 46.000 đồng một ký, mức giá thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Và cách để tháo gỡ khó khăn là các doanh nghiệp hạt tiêu Việt Nam cần phải liên kết với các đối tác khách hàng quốc tế để mở rộng thị trường cho hạt tiêu, gia tăng chất lượng cho sản phẩm hạt tiêu. Và theo dự báo của các chuyên gia như sau. Trong tháng đầu tiên của năm 2019, xuất khẩu hạt tiêu đạt 15.000 tấn, trị giá 46 triệu đô la Mỹ, tăng 19,5% về lượng và tăng 13,5% về giá trị so với tháng 12 năm 2018. Hiện Việt Nam xuất khẩu tới 95% sản lượng hạt tiêu. Do đó, để xuất khẩu hạt tiêu bền vững thì vấn đề chất lượng phải được đặt lên hàng đầu. Hiệp hội hạt tiêu quốc tế dự báo sản lượng hạt tiêu của các nước xuất khẩu chính trong năm 2019 là Việt Nam, Brazil, Indonesia và Ấn Độ sẽ giảm so với năm 2018. Trong đó, sản lượng hạt tiêu của Việt Nam năm 2019 được dự báo sẽ đạt khoảng 175.000 tấn hạt tiêu đen và 25.000 tấn hạt tiêu trắng. Đeo đuổi chờ đợi giá tiêu và cà phê phục hồi, nhiều nông dân ở Tây Nguyên cũng đã chủ động chuyển sang cây trồng khác hoặc là chăn nuôi để mà tăng thêm thu nhập. Nuôi bò sinh sản là một cái hướng đi của nông dân ở huyện Đạ Tẻ và huyện Cát Tiên. Điều đáng khen là việc phát triển đàn bò nhờ nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân. Và theo Hội nông dân tỉnh Lâm Đồng, nhiều nông hộ chăn nuôi bò đã vươn lên làm giàu chỉ vài năm chăn nuôi bò sinh sản cho điều kiện đặc thù thích hợp. Dự án chăn nuôi bò sinh sản tại xã Quảng Trị, huyện Đạ Tẻ sau 3 năm thực hiện, số bò bán ra thị trường hơn 20 con, mỗi hộ lãi từ 10 đến 12 triệu đồng.
Đến nay, tất cả 10 hộ trong dự án tiếp tục duy trì chăn nuôi bò sinh sản trên địa bàn với 21 con, trị giá đàn bò khoảng 400 triệu đồng. Dự án chăn nuôi bò sinh sản tại xã Nam Ninh, huyện Cát Tiên sau 3 năm thực hiện, tổng đàn bò ban đầu 20 con đã tăng lên 73 con. Giải quyết việc làm cho 15 lao động và hiện nay dự án đã được nhân rộng ra một số xã có thêm nhiều nông dân tham gia chăn nuôi bò sinh sản. Bên cạnh hỗ trợ vốn sản xuất từ hội nông dân, thì hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng cũng góp phần rất lớn giúp nông dân tập hợp chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Và mới đây, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã giải ngân số tiền 1 tỷ 400 triệu đồng cho các hợp tác xã vay để giải quyết việc làm. Theo đó, các hợp tác xã được vay nguồn vốn này để đào tạo nghề, mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm cho người lao động. Vốn được cho vay theo hình thức tín chấp, lãi suất ưu đãi chỉ 0,25% một năm với hợp tác xã mà thành viên là người khuyết tật và 0,5% một năm với các loại hình hợp tác xã khác. Hiện đang có 7 hợp tác xã vay nguồn quỹ này để giải quyết việc làm. Đây là nguồn vốn được Quỹ Quốc gia về việc làm giao cho Liên minh Hợp tác xã Lâm Đồng quản lý và tới nay đã đạt hiệu quả quay dòng vốn tốt, không xảy ra tình trạng nợ động, nợ xấu. Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng đã có trên 66.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, đạt 74% so với tổng số hộ đăng ký và đạt 111% so với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao. Đó là con số Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng cho biết khi đề cập đến phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh này. Và điều này nói lên được điều gì? Đó chính là kết quả triển khai từ các hội đoàn thể, các tổ chức liên minh hợp tác xã hiệu quả đã tạo điều kiện tốt nhất cho nông dân, những người sản xuất phát huy được tiềm năng cũng như là tay nghề làm nông của mình. Nông dân sẽ làm giàu từ chính đôi bàn tay của mình là điều hết sức ý nghĩa. Trước khi tìm hiểu cách tưới nước đúng quy chuẩn để cây cà phê khỏe, đủ nước để phát triển trong mùa khô này, Ngọc Như và Minh Thiện sẽ giới thiệu đến quý khán giả và bà con giống lúa độc nhất vô nhị ở miền Tây. Độc nhất vô nhị ở chỗ là từ thân cho đến hạt lúa đều màu tím và dinh dưỡng rất là cao. Giá bán mỗi ký lúa này cao gấp 10 lần so với các giống lúa thông thường. Chân, suốt 4 năm qua thì người nông dân quê ở Vĩnh Long này chỉ trồng một giống lúa thôi. Từ 2 ký lúa mua về làm kiểng, đến nay ông đã sở hữu hơn 2 hecta. Gạo làm ra bao nhiêu thì vẫn không đủ để bán. Sau đây, mời bà con và khán giả cùng gặp gỡ người dân đang sản xuất giống lúa này. Giống lúa mà ông Đoàn Văn Tài trồng từ thân đến hạt đều màu tím. Qua kiểm định của ngành chuyên môn, chính màu tím của hạt gạo chứa các chất omega 369 với chỉ số cao gấp đôi đến vài chục lần so với các giống thông thường. Các chất này có tác dụng chống oxy hóa cao, ngăn ngừa đột quỵ, điều hòa huyết áp. Giống lúa độc nên việc trồng thành công cũng không hề đơn giản. Ông Tài cho biết để giữ được dược tính thì chỉ chà bóc vỏ lúa chứ không bóc vỏ cám. Điều này bắt buộc phải sản xuất sạch, hữu cơ để đáp ứng nhu cầu ăn không chỉ no mà còn phải bổ và trị được bệnh. Mất 2-3 năm để chuyển từ canh tác lúa an toàn sang sạch rồi đến cắt hoàn toàn thuốc bảo vệ thực vật. Đồng thời, trước khi gieo xạ và trước khi thu hoạch, cánh đồng này đều phải kiểm tra mẫu đất, nước để đảm bảo sản phẩm không còn dư lượng thuốc trừ sâu. Nông dân sản xuất nông nghiệp mình không phải nghĩ tới cái năng suất nữa, mà cái chính ở đây là cái lợi nhuận và đồng thời chất lượng của cái sản phẩm mình làm ra. Trước đây thì là nông dân chỉ nghĩ là mình làm cái năng suất cao là tốt, nhưng mà không phải. Hiện tại bây giờ là người tiêu dùng của mình là chẳng những là muốn ăn no mà còn phải ăn ngon, tức là đòi hỏi cái lúa gạo mình phải có cái chất lượng. Theo tính toán, chi phí sản xuất lúa tím cao gấp rưỡi so với trồng các giống OM5451, 504 và năng suất chỉ đạt 400 kg một công. Tuy nhiên, gạo thành phẩm có giá lên đến hơn 50.000 đồng một ký. Từ 2 kg lúa giống ban đầu, nay ông Tài đã sở hữu hơn 2 hecta diện tích trồng lúa tím thảo dược cho năng suất hơn 10 tấn một vụ. Điểm đặc biệt là toàn bộ lượng lúa này, ông không bán cho công ty hay cửa hàng nào mà tự chà gạo, đóng gói, hút chân không để cung cấp cho khách hàng quen ở khu vực miền Tây và thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý khán giả, mất không quá 2 phút thì tôi đã có thể biết được nguồn gốc cũng như là cái quá trình sản xuất được những sản phẩm gạo này. Đây là cái công việc mà được Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tấn Đạt duy trì suốt nhiều năm qua như là một lời cam kết về chất lượng sản phẩm đối với khách hàng. Từ những điều trên khiến sản phẩm liên tục cháy hàng. Cũng từ đó, các sản phẩm sau chế biến như trà gạo lứt có tác dụng giảm cân, bột gạo lứt dinh dưỡng đã được ra đời và nhận được phản hồi tích cực của khách hàng. Trung bình, mỗi công lúa tím thảo dược, ông lời hàng trăm triệu đồng.
Sản xuất hữu cơ khó một, nhưng để duy trì được giống lúa tím này qua từng vụ khó đến 10. Bởi qua 3-4 vụ thì màu tím của hạt lúa sẽ nhạt dần, cũng đồng nghĩa các chỉ số omega 369 giảm dần. Sau mỗi vụ, ông Tài đều giữ lại những bông lúa đạt chất lượng nhất. Chọn 1/3 số hạt ở giữa bông để tự phục tráng và lai tạo phát triển các dược tính của lúa. Cứ thế qua hơn 5 năm, chất lượng hạt gạo được giữ ổn định, giống độc quyền. Thương hiệu gạo lứt Tấn Đạt cũng từ đó vươn xa. Trong tương lai, Việt Nam sẽ hướng đến nền nông nghiệp xanh, sạch, hữu cơ, tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng. Vì vậy mà việc sản xuất được giống gạo quý này là một thành công và cũng là một cái hướng đi đúng của nông dân. Thưa quý khán giả, chào bà con. Bà con nhà vườn trồng cà phê Tây Nguyên đang chờ đợi kỹ sư chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Lâm Đồng hướng dẫn cách tưới nước cho cà phê trong mùa khô. Hiện nay, diện tích cà phê già cỗi được phục hồi, nhiều giải pháp canh tác hiệu quả từ các tổ chức được triển khai. Vậy thì so với cách làm ngày xưa, việc áp dụng những phương pháp tưới này sẽ hiệu quả nhất như thế nào? Mời bà con cùng chị Kiều Anh có cuộc phỏng vấn với kỹ sư Nguyễn Hoàng Ấn, chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Lâm Đồng. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong thời điểm hiện tại thì bà con nông dân đang gấp rút tiến hành tưới nước cho cây cà phê. Vậy bà con nông dân cần phải lưu ý những vấn đề gì trong chuyện này? Mời bà con và các bạn cùng gặp gỡ với kỹ sư Nguyễn Hoàng Ấn, chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng. Vâng, xin chào kỹ sư Nguyễn Hoàng Ấn. Hiện nay thì bà con nông dân đang tiến hành tưới nước cho cây cà phê. Vậy thì trong việc tưới nước này, chúng ta cần phải lưu ý những vấn đề gì để giúp cho việc tưới nước đạt hiệu quả cao nhất? Thì tùy theo những cái thổ nhưỡng cũng như là cái vùng mà canh tác trong tỉnh khác nhau mà chúng ta có thể là tưới thành là từ 3 đến 4 đợt trong một năm trong cái thời điểm mùa khô. Do đó chúng ta phải cần phải chú ý biện pháp tưới nước. Thứ nhất là chúng ta để cho làm cái cho cây cà phê có những cái biến đổi là thay đổi cái xe trên cây cà phê, nên là tạo cho cây cà phê có một cái giai đoạn là khô hạn, sau đó chúng ta sẽ tiến hành là tưới nước để cho cây cương mổ xẻ, hoa cà phê cương mổ xẻ cũng chuẩn bị nở trong cái mùa khô. Và sau khi chúng ta tưới lần hai thì chúng ta sẽ kết hợp với bón phân một số cái loại phân phù hợp cho cây cho cây cà phê trong giai đoạn mùa khô. Những cái loại phân này nó có ưu điểm đó là tăng nhanh ở trong cái thời điểm mùa khô cũng như là cái sự bốc thất thoát phân ít. Do đó chúng ta sẽ lựa chọn những cái loại phân chúng ta bổ sung ngay cho cây cà phê sẽ nở đồng đều hơn cũng như là cái giúp trong quá trình mà thụ phấn đậu quả được cao hơn để mà tăng năng suất trong cái giai đoạn về sau. Sau khi tưới lần 3 cũng như lần 4, thì chúng ta sẽ chú trọng những cái biện pháp là tùy tình hình thời tiết cũng như thời điểm mà bung hoa, chúng ta sẽ có thể là tiến hành tưới nhiều hơn sau khi mà chúng ta sẽ tưới các cái đợt và cây đã thụ phấn cũng như là đậu quả thì chúng ta sẽ tiến hành là bổ sung một số cái dinh dưỡng khác có chứa là hàm lượng đạm và lân. Ngoài ra chúng ta sẽ bổ sung thêm một số phân hữu cơ để giúp cho cây cà phê chống lại cái hạn hán cũng như là phân hóa những cái rễ trong tạo những cái rễ trong mùa mưa sắp tới để cây cà phê hấp thụ dinh dưỡng. Hiện nay thì những biện pháp tưới nào đang được bà con nông dân áp dụng nhiều nhất và chúng ta nên áp dụng như thế nào để đạt hiệu quả được cao ạ? Trên cây cà phê thì nó sẽ khác với một số cây trồng khác cũng như là cây ăn quả khác, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái biện pháp tưới tùy theo cái điều kiện chủ động được nước cũng như là cái nguồn nước của bà con nông dân, mà chúng ta sẽ tiến hành là các cái biện pháp tưới khác nhau. Nếu biện pháp mà nước điều kiện không có thì chúng ta sẽ nên là áp dụng những cái biện pháp là tưới nhỏ giọt hoặc là các cái biện pháp là tưới tiết kiệm như hiện nay cũng đã được các đơn vị khuyến cáo. Nếu mà có điều kiện nguồn nước dồi dào cũng như là cái thuận tiện cái nguồn nước thì chúng ta sẽ áp dụng hai cái biện pháp, đó là chúng ta sẽ tưới dưới bầu gốc và chúng ta sẽ tưới mưa lên trên để nhằm điều kiện là tạo điều kiện là cho cây sẽ hấp thụ được phân khi mà chúng ta bón được hai cũng như là làm cho cái sự là giảm cái ẩm độ trên vườn. Thì tùy theo cái giai đoạn mà hoa cà phê nở mà chúng ta sẽ áp dụng cái biện pháp tưới phun mưa. Nếu mà cà phê đang nở nên chúng ta áp dụng biện pháp tưới phun mưa thì sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn cũng như là cái tạo điều kiện một số cái nấm nó gây hại trên hoa, làm cho các cái hoa bị thối đi và làm giảm cái năng suất của cây cà phê trong cái mùa vụ sắp tới. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của kỹ sư Nguyễn Hoàng Ấn. Và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả và bà con trong bản tin ngày mai.